Xin chào các bạn đã đến với Tây Mắc. Hồng Quang thực sự sống trong những ngày cực kỳ khó khăn. Từ vị thế của một gã khổng lồ di động có thị phần lớn thứ hai thế giới, thậm chí là sự tăng trưởng của họ còn mạnh đến mức là đe dọa luôn vị trí dẫn đầu của Samsung. Nhưng mà đời ai đoán được chữ ngờ, khi mà tất cả những gì mà Hồng Quang xây dựng được trên thế giới di động từ trước cho đến nay sắp có nguy cơ bị sụp đổ, đổ sông, đổ biển. Thậm chí là tệ hơn nữa, đó chính là cái tên Huawei còn có thể không thể nào có mặt trên bản đồ di động. Tất cả đều đang diễn ra quá nhanh. Và kể cả những người lạc quan nhất cũng phải vò đầu và bứt tay mà nghĩ rằng chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Về cơ bản thì Huawei đang phải hứng chịu sự trừng phạt nặng nề từ Mỹ, hay chính xác là phải gánh hậu quả từ mâu thuẫn giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc. Một bước cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đã ra sắc lệnh là các công ty của Mỹ buộc phải ngừng hợp tác với Huawei, nhà sản xuất smartphone số 1 của Trung Quốc. Và ngay sau đó thì lần lượt rất nhiều những công ty lớn của Mỹ tuyên bố ngừng mọi hoạt động liên quan tới Huawei, bao gồm là Broadcom, Qualcomm, Microsoft, Lumentum, v.v. Tuy nhiên thì hai công ty lớn nhất về công nghệ trên di động cũng đã say goodbye với Huawei là Google và ARM, mới thực sự là thần chết mở cánh cửa tử thực sự cho giấc mơ thống trị thế giới của điện thoại di động Huawei. Đối với Google thì TechMag trước đây cũng đã có một video phân tích, đó chính là việc Google cắt đứt hợp tác với Huawei sẽ khiến cho điện thoại của họ bị mất cơ hội tiến ra thị trường quốc tế. Kéo theo đó là mảng di động của Huawei sẽ gói gọn trong thị trường nội địa, bởi chẳng ai ngoài Trung Quốc có thể chịu đựng được một chiếc điện thoại kiểu như là Nokia X. Nhưng đó là vẫn còn nhẹ, bởi ít ra thì họ vẫn còn bá chủ được thị trường nội địa. Tuy nhiên thì cú đánh trực diện của ARM mới thực sự là dấu chấm hết cho giấc mơ di động của Huawei. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao ARM là công ty trực thuộc sở hữu của SoftBank Nhật Bản và có trụ sở tại Anh lại bị ràng buộc chấm dứt làm ăn với Huawei? Và tại sao việc chấm dứt qua ARM lại là cánh cửa tử của Huawei? Lý do chính không quá khó hiểu và cũng được ARM đưa ra một cách thẳng thắn, đó chính là họ có những văn phòng, nhà xưởng tại nhiều bang thuộc Mỹ, và với lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đưa ra thì đồng nghĩa với việc là ARM cũng phải tuân thủ nếu không muốn những chi nhánh của mình tại Mỹ bị sờ gáy. Về tác động của ARM với Huawei thì có thể hiểu đơn giản là nó quá lớn, và việc chấm dứt hợp tác giữa ARM với Huawei ngay trước mắt sẽ khiến cho mảng sản xuất chip của Huawei bị ảnh hưởng cực kỳ nặng. Lý do chính là bởi những con chip Kirin mà Huawei đang tạo ra đều dựa trên cấu trúc của ARM. Lấy một ví dụ là con chip Kirin 980 mới nhất của công ty Trung Quốc thì đã sử dụng rất nhiều giấy phép khác nhau của ARM, đó là nhân xử lý Cortex A55, A76, chip đồ họa Mali G76, thiết kế Bitlittle cùng với nhiều giấy phép về kiến trúc tập lệnh khác. Do đó, một khi ARM chấm dứt hợp tác thì Huawei sẽ không được phép sử dụng những tài sản trí tuệ này. Và dĩ nhiên thì nhiều ý kiến cũng sẽ cho rằng Huawei sẽ chuyển sang sử dụng nhân tùy biến. Nhưng mà nhìn sang toàn cảnh thế giới di động hiện nay thì hầu như không một nhà sản xuất phần cứng nào có thể làm được điều đó một cách tử tế. Hoặc nếu có thì phải có tiềm lực nghiên cứu, đầu tư và nhất là túi tiền cực kỳ dày như là Apple hay là Qualcomm chẳng hạn. Và so với những công ty này thì Huawei khó có thể sánh bằng. Bên cạnh đó thì việc làm từ đầu một kiến trúc chip xử lý cũng mất rất là nhiều thời gian, có khi lên tới hàng năm trời. Việc bị cấm sử dụng giấy phép của ARM cũng khiến cho Huawei không được phép mua những con chip di động từ Qualcomm, MediaTek hay là Samsung, và đồng nghĩa với việc là mảng di động và mảng sản xuất chip của họ sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu cho đến khi tìm được một kiến trúc mới thì mảng bán dẫn của Huawei có trụ được hay không? Hay là phá sản từ một thời điểm nào đó trong quá khứ rồi? Khi xét trên mức doanh thu lợi nhuận ít ỏi của Huawei trong thời gian qua thì nhiều khả năng viễn cảnh thứ hai có thể sẽ xảy ra và nó thực sự tồi tệ. Nói tóm lại thì Huawei sẽ có 3 tháng để đề ra hết tất cả những kế hoạch mà họ có thể làm được, thậm chí là có thể tiếp tục ra điện thoại mới. Nhưng mà sau 3 tháng thì số phận điện thoại Huawei sẽ phụ thuộc rất lớn vào quyết định của cuộc chiến Mỹ-Trung. Mà nếu như không thay đổi gì so với bây giờ thì rất có thể chỉ vài tháng nữa thôi, Huawei từ vị thế là anh hai di động sẽ vĩnh viễn biến mất, y hệt như cách mà ZTE cách đây 1 năm đã phải gánh chịu. Vừa rồi là những quan điểm của Tây Mắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Tây Mắc để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tây Mắc.